Ngày 14 tháng 10, xã Đoàn Vĩnh Châu tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho đoàn viên Lê Văn Tây ở ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 35 m2, tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của bánh xe khách miền Tây. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái nhằm động viên khích lệ góp phần chia sẻ tạo điều kiện cho đoàn viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức đoàn hội đối với thanh niên nhưng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã